Sân bay Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai là điểm nóng ô nhiễm dioxin phức tạp nhất Việt Nam. Bởi phạm vi và mức độ ô nhiễm dioxin lớn, nồng độ dioxin vượt quá nhiều lần tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Vào ngày 5 tháng 12 tới, dự án tẩy độc dioxin tại đây sẽ chính thức được khởi công. Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị của Việt Nam cùng đối tác đã chuẩn bị như thế nào cho dự án này? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phóng sự sau. Trong chiến tranh, Sân bay Biên Hòa là địa điểm cất trữ, xử lý hàng chục nghìn thùng chất da cam và các loại hóa chất độc hại khác. Những chất này, đặc biệt là chất da cam dioxin, đã nhiều lần chảy tràn ra môi trường. Sau hàng chục năm, dioxin vẫn còn tồn dư trong đất, trầm tích và các đối tượng lây nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và môi trường xung quanh. Thông qua cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USS), Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ngay từ khi cái dự án đã xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng đang tiến hành. Thì từ năm 2014 thì cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng đã triển khai cái việc này và phối hợp với cả Viện Khoa Công nghệ Quân sự của, của Bộ Quốc phòng là đánh giá cái mức độ ô nhiễm ở trong sân bay Biên Hòa. Thì cái việc đánh giá môi trường này làm cơ sở để mà xác định về cái phạm vi cũng như quy mô ô nhiễm tại sân bay. Quy mô và mức độ ô nhiễm ở trong sân bay Biên Hòa nó lớn từ hơn từ 3 đến 5 lần so với sân bay Đà Nẵng. Từ cuối năm 2017, quân chủng phòng không không quân đã bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại đây. Các hạng mục bao gồm di chuyển danh trại, trận địa ra khỏi khu vực ô nhiễm, giả phá bom mìn, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc xử lý dioxin. Tháng 11 năm nay, đơn vị đã bàn giao cho USS 27 hecta mặt bằng khu vực công trường, 10 hecta bãi trôn lấp lâu dài. Đơn vị cũng đã phối hợp tốt với phía Hoa Kỳ thành lập ban quản lý và lựa chọn nhà thầu cho dự án, phối hợp với tỉnh Đồng Nai di rời nhân dân ra khỏi khu vực ô nhiễm. Chỉ mới năm ngoái thôi, chúng ta đã hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗ lực này đã xử lý lượng đất ô nhiễm tương đương với 56 bể bơi theo tiêu chuẩn của Olympic. Chúng ta đã cùng nhau khởi động một dự án còn nhiều tham vọng hơn, đó là xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Trong tổng thể dự án, Trung tâm Nhật đối Việt-Nga sẽ đảm nhận hai hạng mục quan trắc môi trường và đánh giá nguy cơ phơi nhiễm dioxin của nhân lực thực hiện nhiệm vụ tẩy độc. Những hạng mục này nhằm phát hiện sự phát thải của chất độc trong quá trình tẩy độc ra môi trường, từ đó có những kiến nghị và giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm sức khỏe cho người tham gia tẩy độc. Cùng với các cái đối tác Hoa Kỳ, cùng với sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam sẽ cùng với nhau vượt qua khó khăn, cùng với nhau vượt qua những cái thử thách. Chúng ta sẽ đi đến tận cùng của cái sự nghiệp cao cả đó là không để chất độc dioxin gây hại cho người và thiên nhiên Việt Nam nữa. Với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, chú đáo, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm có được từ dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sẵn sàng cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Giai đoạn 1 của dự án sẽ kéo dài đến năm 2023.